Hello các bác nhá. Em lên tặng 3 chiếc hút bụi cho các bác chọn này. 3 cái này đều sáp hết. Ba cái đều có sáp các bác nhá. Riêng dòng sáp ấy thì tất cả nó đều có là ion. Đấy. Đây. Dây nguồn này, con nào cũng đều rút dài 5 mét. Đấy, và cái cần này đều rút dài thêm là được. Đây các bác nhá. Nguyên cái cần này đã vào 1m2 đến 1m2 rồi, cả vòi. Vòi cái cần thì nó vào hơn 2 mét, dây nguồn 5 mét là khoảng 7 mét rồi các bác kéo khắp nhà rồi nhé. Đây em lôi hết dây cho các bác xem. Đấy, 5 mét dây. Lôi hết vào này. Cái này công suất 1000W các bác nhá. Máy này nặng 5 cân. Các lưu ý cho em điện 100V nhá. Và đựng rác bằng hộp. Tất cả máy đựng rác bằng hộp nhựa hết. Em những cái con mà đựng rác bằng túi em sẽ lên sau nhé. Hộp rác muốn tháo ra này. Các bác cầm cái này các bác quay. Đấy, quay cái mũi tên nó thẳng về cái hướng này là nhấc được ra. Đấy, còn lắp vào này, quay sang cái đầu này thì là nó khóa lại nhá. Mai đi đổ rác này, cái bằng vàng bóp nó vào thôi. Là như này đi đổ rác. Đó nhá. Còn cái chỗ này nữa này. Đây có một cái lẫy để tháo này ra. Đấy, bóp sang, có nhất cái này ra. Là lâu ngày thì các bác cầm cái này đi, các bác xịt sạch cho em nhé. Cầm ra chỗ nào người ta có vòi hơi ấy, ra cái chỗ mà sửa xe ấy, thì các bác nhờ họ xịt. Xịt khô nhá, chứ không được xịt nước nó hôi lắm. Đấy, lắp vào nó đúng, đúng như cái chỗ từ lấy là ấn nó vào thôi. Con này thì nó chạy cái chổi như này. Nó cào rác bằng sức gió các bác nhá, để nó lên nhà là tự nó quay. Đấy. Em test thử cho các xem. Đây ạ, máy rất đẹp. Đó. Cái này mã số 1 các bác nhá. Ba con này thì em đều bán giá là đồng giá là 1,5 triệu một chiếc. Con nào cũng 1,5 triệu, con nào thích mua con nào thì mua. Một con này, con số 2. Đây là sáp, con này thì màu ghi đen đen. Tất nhiên là máy đã có sử dụng thì có các cái vết xước sát này cũng không thể tránh được các bác nhé. Test máy thôi. Còn thông số về dây nguồn các thứ là như nhau rồi. Dây dài 5m, ống vòi 2m hết rồi. Cái con này cái chổi cào rác là chạy bằng motor điện các bác nhé. Đặt xuống nền nhà đây có một công tắc này. Đấy. Thì cũng giống như mọi con thôi. Đầu tiên là nút tắt này. Từ tay cầm dưới này lên là nút tắt. Màu đỏ. Đấy, bật này. Rồi điều chỉnh tốc độ tăng tốc hoặc mạnh nhẹ này. Bật tắt chổi quét này. Đấy. Chổi chạy này các bác nhá. Tăng tốc này. Máy này công suất là 850W các bác nhá. Mã số 2. Cũng rất là khỏe này các bác nhá. Con này rất là đẹp nhá. Con này thì đẹp nhất rồi đấy. Nó trong 3 con này thì con này đẹp hơn. Nó ít xước sát hơn. Số 3, màu này là màu hồng hồng. Con này thì nó hơi xước sát hơn một chút. Con này thì chức năng cũng giống hệt như con vừa rồi luôn. Đấy, bật này. Đây, chạy này. Tăng tốc này. Con này cũng 850W các bác nhá. Con này mã số 3. Đây là hộp đựng rác này. Đấy, đổ rác đi thì bóp cái đồ à đây, bóp cái này. Đấy. Con này thì ở đằng sau này này. Đằng sau này có thêm một cái tấm lọc. Tấm lọc. Đấy, lâu ngày các bác tháo ra, các bác xịt sạch cái này đi nhá. Lâu lâu các bác cứ tháo ra mà thấy nó bẩn thì xịt đi.
tuyệt đối là không được rửa bằng nước, tại vì nó bằng giấy. Các bác rửa nước thì lâu ngày nó sẽ bị ải, nó mục ra, nó hôi đấy. Rồi. Hôm nào lấy cái nào thì alo em. Anh đi kênh em sẽ cập nhật hàng mới thường xuyên ạ. Tổng giá 3 cái là 1,5 triệu một cái. Ok các bác nhá, giá chưa bao gồm phí ship các bác nhá. Thank you các bác.